Chúng ta có một con người thứ hai mà rất quan trọng này, mà ta thường gọi là con người tâm linh, phải không? Thành ra con người vật chất là cái thân này, nhưng mà cái con người tâm linh ở bên trong đó, thì cái này quan trọng hơn. Ta bắt đầu ta nhìn ta thấy như vậy đó. Tại vì con người tâm linh ở bên trong mới hiện ra con người vật chất bên ngoài này. Tại cái tâm bên trong như thế nào đó thì nó hiện ra cái thân bên ngoài này. Để chúng ta bắt đầu thấy khác rồi nữa. Cho nên chúng ta mới biết thêm cái nữa. Đức Phật nói đời này mà mình thường ốm đau bệnh hoạn là gì? Tức là đời trước của mình thường hay sát sanh hại mạng đây, thường làm cái chuyện ác đây. Cho nên bây giờ đó, chúng ta tu hành đó, là cái việc đầu tiên chúng ta hạn chế tối đa cái vấn đề tổn hại tới sinh mạng của tất cả các loài đây. Thành Đức Phật nó Ngài có một cái thân khỏe mạnh như vậy đó là nhờ Ngài không có cái tội sát sanh này, cái tội sát sanh. Cho nên mình tất cả mọi người đây đó là chưa phải là Phật sanh lại. Cho nên đời trước và nhiều đời trước nữa đó, mình có sát sanh, nhưng mà có người sát sanh nhiều, có người sát sanh ít, phải không? Chứ không ai mà không có sát sanh nữa. Sát sanh hại mạng cái này có, mà nhiều hay là ít thôi. Cho nên cái người mà đời trước đã sát sanh nhiều, mang nợ nhiều quá rồi đó, thì cái đời này tái sanh trở lại trên cuộc đời này đó, thì thường là ốm đau bệnh hoạn liên miên rồi. Đây là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta học rồi chúng ta phải hiểu để chúng ta áp dụng tu. Đây ta biết rồi, Phật dạy chúng ta đã ốm đau bệnh hoạn đó là do cái ác nghiệp đời trước của mình này. Cho nên khi mà thầy đi tu đó thì thầy nhận ra được cái này. Bây giờ phải làm sao để cho nó tiêu cái nghiệp này chứ. Tu là phải tiêu nghiệp. Mà tiêu nghiệp đó thì Đức Phật dạy mình là phải sám hối. Tu là phải sám hối. Cái pháp sám hối là pháp căn bản nhất của mình. Sám hối là thứ nhất là nhờ chư Phật hộ niệm mình. Cho nên đây mình lại Phật đây. Mình lại Phật để nương theo cái đức của Đức Phật mà chúng ta tu hành, để làm cho cái nghiệp chúng ta nó giảm lần. Cái mòn lần đi, nghiệp đời trước này mòn lần đi, này gọi là sám. Lấy Phật mà làm cái đối tượng để mình tu hành. Cho nên thường là mình lại Phật, mình niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là luôn nghĩ tới Đức Phật. Cho nên nghĩ tới Đức Phật, cung kính Đức Phật và đảnh lễ Đức Phật. Cái việc này là việc của mình làm thường xuyên. Như vậy đó mình mới nương được với Đức Phật. Phật hộ niệm tới cho mình thì cái tội mình nó tiêu lần đi. Và đồng thời đó mình cũng phát nguyện theo Đức Phật tu hành, cho nên hạn chế cái phần này, tức là không tạo thêm tội mới nữa. Thì đấy mình tu đây. Tức là xóa tội cũ nhưng mà không tạo tội mới này. Cho nên nếu ai mà tu đúng cái pháp của Đức Phật dạy như vậy đó, thì lần lần mình khỏe mạnh ra. Thành ra mình ốm đau bệnh hoạn, nhưng mà tu rồi đó, lần lần mình lớn lên, tuổi càng lớn lên mình càng khỏe ra, phải không? Thì thầy nói cái người này tiêu nghiệp đây. Trên bước đường tu đó, tức là nhờ nương theo pháp của Đức Phật mà chúng ta tu giải được cái nghiệp của mình ấy, nghiệp sát này. Rồi cái nghiệp thứ hai nữa này, tức là con người mình đó là hôi dơ xấu xí, cho nên không ai muốn gần mình hết. Tại nó có những người, nhưng mà đứng gần họ nó hôi quá, phải không? Trong người họ nó tỏa ra cái mùi hôi rất khó chịu. Trong miệng họ nó tỏa ra cái mùi hôi rất khó chịu. Cái này cũng túc nghiệp. Tức là cái hôi dơ và xấu xí này này. Thành Đức Phật nói rõ, nếu mà trong miệng mình thường ra cái mùi hôi, và trong thân mình nó thường ra cái mùi hôi, thì cái người này là túc nghiệp của họ, nó là do cái ác nghiệp đó, mà gì? Tức là tà dâm là chính, nói dối là chính. Cái người nói dối thì cái đời này sanh ra đó, Đức Phật nói thứ nhất là trong miệng thường có mùi hôi, lời nói của mình không ai muốn nghe, phải không? Đây là cái trường hợp tốt nghiệp đây, do nói dối đây mà ra cái này. Nên nói dối rồi nói lời thiêu dệt, rồi nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác nè. Cho nên tất cả cái này tạo thành cái ác nghiệp đời này mà mang qua đời sau. Cho nên mang qua đời sau đó thì cái trường hợp này nó sanh ra nó có người thì ngọng, phải không? Có người thì ngọng, tức là nói không ra lời. Có người có một cái lời nói mà nghe khó chịu. Thì bây giờ đó chúng ta cũng nương với Phật tu hành rồi đó, chúng ta xóa cái nghiệp này, đổi lần đi. Ta nên đổi lần, cho nên khi mà nghiệp chúng ta đã chuyển được đó, thì lúc bây giờ đó cái âm thanh chúng ta nó chuyển theo. Cái lời nói khó nghe kia giờ nó trở thành cái lời nói mà nó đi sâu vào lòng người. Đây là có chuyển hóa này, cái tu. Nói ai cũng muốn nghe, phải không? Ai cũng muốn nghe mình nói. Đó là tại sao vậy? Là mình nói đúng, mình không nói sai. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta đó là sám hối để mà chuyển cái nghiệp này. Đó, thì như vậy đó là cái thân chúng ta, cái ngoại hình chúng ta nó bắt đầu nó chuyển theo nhé. Nên trên bước đường tu cái này chuyển theo. Thế nên các Phật tử nhìn kỹ rồi nó thấy chỉ mới phát tâm thôi, nhưng mà nó đã hiện ra được tướng dễ thương rồi này. Đó là trên bước đường tu của mình đó. Cái thực chất tu nó làm thay đổi cái cuộc đời của mình. Cho nên ngoại hình của mình nó bắt đầu dễ coi lần ra, phải không? Sức khỏe của mình nó tốt lần ra là do cái túc nghiệp này. Gian tham trộm cắp thì cái này tái sanh trên cuộc đời là gì? Thường nghèo khổ, nghèo khó. Cho nên mình cố gắng làm, nhưng mà rồi đó bao nhiêu tiền rồi cũng mất hết. Cái này là do nghiệp đời trước mình, do cái nghiệp gian tham trộm cắp này đó mà sanh lên cuộc đời này đó, thì cái trường hợp bị đọa đày, nghèo khổ. Cho nên đó, cố gắng làm mà được bao nhiêu tiền của đi nữa đó, rồi cũng mất hết. Nó mất bằng cách nào? Cho nên chúng ta nhìn chúng ta thấy rõ đó. Thành ra thứ nhất đó, là chúng ta bệnh hoạn đó, là đi bệnh viện cũng hết tiền, phải không? Bệnh hoạn đi cũng hết tiền rồi. Rồi thứ hai đó là chúng ta con nó hư rồi nó phá của, phải không? Cũng hết tiền. Thành ra thứ ba đó là gì? Chúng ta bị người khác lường gạt chúng ta, lừa dối chúng ta, cũng làm cho chúng ta tiêu mất hết tiền. Nên có nhiều người đó cũng tu rồi đó mà cứ bị gạt rồi, phải không? Có tiền không dám ăn, nhưng mà rồi bị người khác gạt lấy hết rồi, cho nên khổ sở nữa. Tại đời trước mình đã từng tạo cái ác nghiệp này, cho nên lúc đời này đó mình sanh ra để trả cái quả báo này nè, cho nên không có giữ của được, mất hết rồi. Thành đó là trên cái bước đường tu mình đó, Đức Phật nhìn thấy được cái chỗ này, cho nên Đức Phật mới chỉ mình cái chỗ này. Rồi bây giờ đó, tất cả các Phật tử mà giữ được 4 giới rồi. Đầu tiên đó là quy y là có 4 giới thôi, phải không? Có 4 giới thôi. Nhưng mà sau Đức Phật mới thêm cái giới thứ 5 là giới uống rượu ấy. Đó, tại vì cái khi mình uống rượu vô rồi đó, nó làm cho đầu óc mình u mê đi. Mình không biết lỗi phải, cho nên mình có thể làm những chuyện sai quấy nữa. Đấy, cho nên cái giới uống rượu Đức Phật đó là không có tội, nhưng mà chính nó gây ra tất cả các cái tội này. Do rượu mà gây ra các tội đây, phải không? Nên uống rượu thì đâu có hại gì cho ai đâu. Tiền của mình mua mình uống mà hại gì? Nhưng mà cái hại là hại cho sức khỏe mình, nó hại cho cái đầu óc của mình, rồi nó hại cho mình làm những cái việc khác mà hại người khác. Cho nên cái người Phật tử tại gia, Đức Phật khuyên mình cố gắng giữ 5 giới này. Cái này là tu này. Thế nên tu mà được như vậy đó thì nó là chuyển đổi, nó chuyển đổi cái cuộc sống mình lần lần này. cái quan nghiệp đời trước tiêu hết, thì cái đời này để mình bắt đầu khá lên. Cho nên từ cái chỗ ốm đau bệnh hoạn trở thành ra khỏe mạnh, phải không? Rồi cái thứ hai đó, nghèo khó thì trở thành ra giàu sang, tại nghiệp hết rồi. Cho nên khi mà chúng ta đó làm ăn được, ta nhờ cái gì? Ta nhờ bạn tốt. Những người tới với ta đó, họ trung thực, họ hợp tác với ta, cho nên lúc bây giờ mới làm ra của cải. Thì như vậy đó là trên bước đường tu của chúng ta đây đó, nó chuyển hóa cái cuộc sống thực của chúng ta này, nó thay đổi. Nên Đức Phật dạy chúng ta đó là nhìn ở trong hiện tại này mà biết được quá khứ của mình, nhìn trong hiện tại này mà biết được tương lai của mình. Tại nên mình từ đâu sanh lại cõi này thì coi cái cuộc sống mình đây đó biết rồi. Rồi nữa mình chết rồi đi về đâu đó thì coi cuộc sống này mình biết rồi. Đây là trên bước đường tu đó, đầu tiên đó là chúng ta quy y với Phật rồi bắt đầu suy nghĩ đó, chúng ta mới thấy cái này. Cho nên lúc bây giờ đó chúng ta nhìn nó hơi xa hơn một chút, không nhìn thiển cận đây nữa mà nhìn xa hơn đó. Thì bây giờ đó chúng ta cũng quy y, cũng đọc về quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy. Nhưng mà cái nhìn chúng ta khác, cái suy nghĩ chúng ta khác, và cái hiểu của chúng ta khác nữa. Cho nên trong đạo tràng đó, quý vị ngày nào cũng đọc cái câu đó mà quy y thập phương tận hư không giới, nhất thiết chư Phật. Không? Thành ra Đức Phật bây giờ đó, Ngài không còn trên cuộc đời này nữa, nhưng mà Ngài ở đâu? Đức Phật ở đâu đấy? Cho nên ta hướng tâm về đó để chúng ta tìm. Tại nên khi mà chúng ta hướng tâm về Đức Phật đó, thì Đức Phật mới nói là cái tâm của mình này nó lanh lợi lắm. Hãy nghĩ tới đâu nó đi tới đó liền. Cho nên khi mà thầy thực tập cái pháp này đó, thầy mới thấy nó rõ, kết quả rõ. Thành ra bây giờ nó, mình ngồi đây, nhưng mà mình nghĩ tới Bồ Đề Đạo Tràng là cái tâm mình tới Đạo Tràng liền, phải không? Mình nghĩ tới thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, mình tới thế giới cực lạc liền. Các vị thực tập cái này, ở đây là pháp tu đây nè. Còn nếu mà mình không thực tập, không quán tưởng như vậy nữa, thì muôn đời mình vẫn ở đây thôi. Cho nên cái tâm con người mình ở đây, nhưng mà cái tâm mình nó đem đặt bên thế giới cực lạc mình tu, hướng về thế giới cực lạc Đức Phật. Mà cái tâm mình hướng về thế giới thật báo của Đức Phật Thích Ca đó, thì mình liền thấy Đức Phật đang thuyết pháp ở trong thế giới đó. Cho nên Đức Phật nói với mình đó, thì bây giờ đó Đức Phật Thích Ca là ở thế giới Ta Bà này làm giáo chủ, mà chung quanh mình tất cả các cái thế giới khác đó, đều có chư Phật hết. Cho nên có bao nhiêu Đức Phật thì mình đều hướng tâm về mình quy. Vì vậy đó mà Đức Phật nói là Đức Phật A Di Đà đó, ngày xưa thì cái trường hợp khi chưa thành Phật thì Ngài bắt đầu quy y với Đức Phật Thế Tự Tại Vương. Tại sao Ngài quy y với Phật Thế Tự Tại? Thành ra Đức Phật Thế Tự Tại Vương này đó, Đức Phật này hoàn toàn tự tại đối với tất cả các pháp, không có cái gì chướng ngại Ngài được hết. Cho nên Đức Phật A Di Đà làm vua, nhưng mà thấy cái làm vua của mình đây đó, nó không bằng làm Phật. Tại nên các vị nhìn kỹ rồi thấy làm vua không bằng làm Phật, mà đôi khi người ta nói là của vua mà thua của Phật nữa, phải không? Của vua thì nhiều đó, nhưng mà không bằng của Phật. Tại nên tất cả các ông vua đó, dầu có quyền quy, có sang trọng mấy đi nữa đó, thì chết rồi thôi. Còn bây giờ đó, Đức Phật đó, chúng ta thấy vào Niết Bàn mấy ngàn năm rồi đó, nhưng mà bây giờ cái chùa này chúng ta xây dựng lên đây nè, là xây dựng cho ai đấy? Tức cho Phật chứ, phải không? Tại nên Ngài ngồi làm chủ ở trên đó. Cho nên ở đâu cũng có chùa để thờ Phật mà ta lại Phật hết. Đấy. Ông vua thua cái này nè. Thành ra trên bước đường tu chúng ta nhận. Mà cái người nhận ra được đầu tiên này đó là Đức Phật A-di-đà. Thấy cái làm vua này đó, mình làm thì quyền quy đó, ai cũng sợ mình, ai cũng nghe mình đó. Nhưng mà ở trong này nó có một cái dễ mất lòng người lắm. Các vị nghiệm xem. Cho nên mình làm vừa lòng người này thì mất lòng người kia. Nhưng mà Phật thì không làm mất lòng ai hết, phải không? Đây là cái điều quan trọng nhất. Thành ra Ngài muốn theo, Ngài học với Phật là học chỗ này. Nên ta mới đọc cái câu là Di Đà xưa cũng làm vua, phải không? Bỏ ngôi, bỏ nước, vô chùa mà tu này. Đấy. Vua bỏ đi tu đây. Thì mà khi đi tu rồi đó, thì Ngài mới hỏi Đức Thế Tự Tại Vương, Phật Thế Tự Vương, hỏi Ngài sao mà Ngài không có gì hết ngoài cái y với cái bát ra đó, mà sao con thấy Ngài nó hoàn toàn tự tại ở trong khắp mười phương hết hay sao? Thì bây giờ đó Đức Thế Tự Tại Vương mới dạy cho Đức Phật A-di-đà phải làm thế này, phải làm thế này, phải làm cái này. Thành ra trên bước đường tu của mình đó, là muốn có phước thì phải tạo phước, muốn hiểu biết thì phải học thôi. Muốn hiểu biết thì phải học, muốn có phước thì phải tu phước. Cho nên phước và huệ, hai cái này cái chính này. Ông làm vua, ông bị công việc của nó bao vây ông, cho nên ông trở thành ra nhìn không chính xác, không sáng suốt, dễ làm bậy, cho nên dễ bị đọa này. Đó là trên bước đường tu chứ. Cho nên bây giờ đó, ông muốn làm Phật thì ông phải theo học các Đức Phật. Đức Thế Tự Tại Vương dạy Đức Phật A-di-đà là dạy như vậy đó. Ta nói tôi được tự tại đây đó là vì tôi theo học với các Đức Phật trong mười phương. Bây giờ đó ông cũng muốn làm Phật thì ông phải học với các Đức Phật. Thành ra muốn làm Phật thì học với các Đức Phật. Còn muốn làm thợ thì phải đi học với mấy ông thợ, phải không? Còn muốn làm ma thì phải đi theo ma, phải không? Các vị nghiệm xem. Đi theo học với ma, đi theo học với Phật, hai cái này khác nhau. Cho nên muốn làm ăn trộm là phải đi theo học với ông Đạo Chích, phải không? Ông Đạo Chích là ông này nổi tiếng là ăn trộm, cách nào ông cũng ăn trộm được hết. Đây là cái điều quan trọng nhất này. Mà quý vị biết ông Đạo Chích là con của ông Khổng Tử. Ông Khổng Tử là cái người mà dạy đạo đức, mà con ông là cái người vô đạo đức. Ông Đạo Chích là vô đạo đức, chuyên môn phá đời thôi. Ai muốn phá đời theo học ông này. Học cái gian xảo, lừa dối, tất cả những cái này. Đó là ma. Cho nên học với ma, thờ ma, thì cái trường hợp này sẽ là ma thôi. Nên chỗ này đó, ở trong kinh mà Đức Phật thường hay nhắc chúng ta này, tôn thờ ác quỷ, làm bạn với ma, thì khi chết phải xa ác đạo thôi. Dù giỏi mấy, dù khôn mấy đi nữa, tới cuối cùng cũng phải chịu cái này. Đây Đức Phật dạy chúng ta này. Cho nên đi học với các Đức Phật. Thành ra học với các Đức Phật thì trong tương lai làm Phật. Đức Phật A-di-đà nó mới học với các Đức Phật. Thành ra học với các Đức Phật rồi đó, Ngài mới về Ngài xây dựng cái thế giới cực lạc này. Thế giới cực lạc này là do học với các Đức Phật mà ra. Thì các Đức Phật dạy Đức Phật Di Đà cái gì? Muốn làm nên việc đó, là mình phải có những người bạn tốt, phải không? Thành ra những người trung thực. Cho nên ngày nay chúng ta thường hay nói là giàu nhờ bạn đấy. Thế nên giàu là phải nhờ bạn. Bạn này là gì? Bạn tốt, phải không? Nhờ có bạn tốt thì chúng ta mới giàu được. Thế nên Đức Phật A-di-đà đó, Ngài xây dựng cái thế giới cực lạc của Ngài đó. Đầu tiên Ngài có một cái lời nguyện. Cái lời nguyện thứ nhất đó, quan trọng nhất đây. Nên các Phật tử mà muốn sanh về cực lạc nhớ cái này. Tức là người nào muốn sanh về thế giới cực lạc là người đó phải đoạn tận gốc tham, sân và si, phải không? Ba cái việc này. Đấy. Cho nên ở thế giới Ta Bà này á, mà nếu hãy mình tu đó, mà đoạn được ba cái việc này, tham, sân và si, ba cái này ở trong lòng mình á, thì chắc chắn á, mình muốn về cực lạc mình về được. Đức Phật Di Đà mở cửa chứ. Còn bây giờ mình cứ kêu Đức Phật A Di Đà biểu cứu con, phải không? Cho con về bển đi. Nhưng mà trong lòng mình đầy những cái ham muốn thì cái trường hợp này không được đâu. Tức là về bên thế giới cực lạc để trở thành con người ăn hại thì không có đâu. Ở bên đó không có con người ăn hại. Thế. Cho nên ở thế giới cực lạc á, phải là những bậc thượng thiện nhân. Những cái người muốn về bên đó thấp nhất á, là phải không có tham sân si, không có ham muốn, phải không? Phải tu cho được cái này nữa thì về cực lạc. Còn lúc bây giờ đó mình nhiều ham muốn quá thì cái trường hợp này là hỏng. Tu cái gì đó nhưng mà còn ham muốn đó, thì coi chừng là kết quả không được. Tại Đức Phật Di Đà đã đặt ra cái này rồi. Mà tất cả các Đức Phật khác ở trong mười phương đó thì cũng có một cái điều giống nhau là chỗ này này. Cái người tham sân si là không nhận vô. Thành ra các vị nghĩ xem, bây giờ đó nếu trong nhà mình đó mà có nhiều người ham muốn quá, mình gọi là người tham đi, phải không? Ở chung đó thì khổ sở vô cùng, phải không? Đấy. Đây là trên bước đường tu mình nhận ra nhé. Cho nên thế giới Phật đó, là vì không có người tham lam, không có người tham lam ở đây. Cho nên nó thường đó, ta nói là nếu mà cái thế giới đó tốt, an lành đó, thì nhà không cần đóng cửa, đường không ai lượm của rơi, phải không? Cái này là cái điểm quan trọng nhất. Cái gì không phải của mình không lấy đâu, không dùng. Cái việc quan trọng nhất là các vị nên nhớ. Cho nên đoạn tận gốc cái tham sân si. Cái này đoạn được rồi đó, thì cái này phải thêm tu phước nữa. Phải có tu phước, phải không? Tức là mình trở thành con người mà hữu ích trên cuộc đời này đó. Đó, thì cái trường hợp đó Đức Phật A Di Đà rước mình. Nhưng mà con người hữu ích đó, thì bây giờ đi đâu người ta cũng rước hết đó. Còn con người vô dụng đó, con người ăn hại đó, thì đi đâu người ta cũng không nhận hết, phải không? Thế nên các vị nhìn kỹ rồi thấy. Cho nên đó, khi mình tu hành đó, Đức Phật dạy mình phải thực. Ở bất cứ chỗ nào, tới bất cứ chỗ nào, thì ở trong lòng mình nghĩ cái gì? Không phải tới đây để nhờ vả, phải không? Mà tới đây để làm cái gì đó thì người ta mở cửa, người ta đón tiếp mình chứ. Làm cái gì đó có lợi cho người ta thì người ta mới đón tiếp mình. Còn tới đó mà mình ăn hại của người đó thì cái trường hợp này đó là ba bữa thôi, phải không? Thành họ tìm cách họ đuổi mình đi chứ. Đây là trên bước đường tu đó, ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy. Đó, cuộc đời này nó là như vậy đó. Đó, cái người tham lam muốn tới cái chỗ sang trọng, ai dung mình. Còn cái người mà được việc đó, không muốn tới đi nữa đó, người ta vẫn trải thảm đỏ, thật rước mình. Đó, đây là sự thật. Cho nên trên bước đường tu đó, Đức Phật A Di Đà dạy mình đó, nên tu làm sao mà mình trở thành con người hữu ích. Đấy, trên bước đường tu đó, một con người hữu ích, chứ đừng biến mình trở thành con người vô dụng. Ta nói con người vô dụng, con người lười biếng, con người ăn hại, con người tham lam, con người ích kỷ, phải không? Con người hung dữ, có ai muốn chứa người này không? Tức là trên đời này cũng ai muốn chứa, mà cái người này muốn về Phật, chuyện này không có đâu. Cái này là nằm mơ chứ không thiệt, phải không? Cho nên mình tu đừng có nằm mơ, phải tu thực một chút. Mình nương vào Đức Phật để mình làm cái việc gì đó. Đó. Cho nên khi mà thầy đi tu đó là thầy nghĩ đó là thầy làm tôi cho Phật. tức là ở mướn cho Đức Phật này. Đấy, giờ thầy ở chùa Uy Nghiêm này là thầy ở mướn cho Đức Phật này. Đức Phật thuê thầy ở đây này, phải không? Thuê thầy ở đây để giữ chùa. Thầy biết rõ như vậy đó. Thuê thầy ở đây giữ chùa, cho nên á, sáng thức dậy là thầy phải đi một vòng, thầy coi thử coi chùa sao, phải không? Đấy. Cái này là trách nhiệm này. Tại vì mình ở đây mình coi chùa thì mình phải có trách nhiệm đối với chùa chứ. Ở chùa đây đó là có Phật tử đi tới đây thì thầy cũng có trách nhiệm đối với những người tới đây nữa. Trách nhiệm thầy làm gì? Tức là hướng dẫn cho họ tu hành, dạy dỗ cho họ trở thành Phật tử thực, phải không? Trách nhiệm này, đây là cái điều quan trọng nhất ở trên bước đường tu của chúng ta đây này, làm cái này. Cho nên thầy thường hay suy nghĩ, mà Đức Phật đó là Đức Phật xưa kia đó, ngài cũng thường hay suy nghĩ, trong đầu có một việc thôi, lấy gì cho chúng sanh này. Cho nên mình ở chỗ nào, mình tới đâu đó là mình nghĩ mình lấy cái gì để cho họ đây. Tới đây để cho chứ không phải tới đây để xin, phải không? Tới đây xin thì mình trở thành ra người ăn hại rồi. Mình tới chỗ đó mình nghĩ là mang cái gì tới đó cho họ. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát mà ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà đó, ai cũng nghĩ một cái điều đó là luôn luôn đem cái nguồn vui tới cho người khác và rước lấy cái khổ đau của người khác, không? Họ đều có cái tâm niệm đó hết, tức là rước cái khổ đau của người khác và đem cho họ cái nguồn vui. Cái Bồ Tát Quan Âm là thiệt ra là bên thế giới cực lạc qua đây chứ. Ta nói thế giới cực lạc ngày qua đây chứ vậy. Ngài nói thế giới ta bà này người khổ nhiều quá, phải không? Cho nên Ngài tới đây để cứu khổ. Tới thế giới ta bà này có nhiều người khổ, cho nên Ngài tới đây để cứu khổ đây nè. Ta nên mang lại cái nguồn vui cho mọi người. Đây là Bồ Tát Quan Âm. Ta nên bên kia là Bồ Tát nhiều, mà thầy thì thường thường thầy nói là chỉ cầu mong làm sao đó mà ở cái thế giới ta bà này, mà tất cả các chùa đó là Như Lai với Bồ Tát đó, phải nhiều hơn tăng phàm, phải không? Cho nên quý vị tụng hồi nãy có đọc bài đó, phải không? Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm. Đấy. Tại nên ở đâu mà có Như Lai nhiều, có Bồ Tát nhiều nữa thì ở chỗ đó an lành. Tức là nói rõ ra đó, là cái người mà thông minh nhiều, cái người tốt nhiều, cái người làm được việc nhiều, thì cái trường hợp này đó, thì chỗ đó chắc chắn là tốt, chỗ đó là an lành. Cho nên Đức Phật Thích Ca Ngài mới nói là mặc dù Ngài từ giã cái cuộc đời này rồi, Ngài vào Niết Bàn rồi, nhưng mà bây giờ Ngài vào ở trong cái thế giới tịch quan của Ngài đó, trong cái thế giới của Đức Phật Thích Ca ở bây giờ đó là gì? Thành ở đó là Ngài sống chung với các vị Bồ Tát tùng địa dũng xuất đó, mà các vị đó, khi tụng Kinh Pháp Hoa tới cái phẩm tùng địa dũng xuất rồi phẩm Như Lai thọ lượng, phải không? Thì thấy cái này. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát này ở trong đó này. Thành ra tất cả các vị Bồ Tát ở trong đó đó là có bốn hạng này. Thành ra có bốn hạng người này nè. Thành ra mình muốn thấy Phật, muốn vào thế giới đó của Phật thì quý vị phải lập hạnh này mới vào được. Đức Phật nói vậy đó. Tại trong thế giới đó nói như vậy đó. Mà ai á, tu được cái này thì vào đó thôi, thì sẽ thấy được Đức Phật. Bốn cái đó là gì? Cho nên cái việc thứ nhất á, là ở trên cuộc đời này đó, thường đó, mình thích làm những cái việc khó làm, phải không? Làm những việc khó làm nó là giống với các ngài rồi, cho nên các ngài hộ mình mới làm được chứ. Ưa làm những chuyện khó làm. Còn thường á, chúng sanh ở đây đó thì thấy chuyện nào khó thì né, phải không? Tránh. Cái chuyện nào dễ đó thì làm. Chỗ nào có quyền lợi đó thì tới, phải không? Còn bây giờ trong cái thế giới tịch quan của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài ở bây giờ đó, Ngài nói trong này nó không có người đó, mà chỉ có những người đó là thích làm những chuyện khó làm. Mà tất cả mọi người đều thích làm những chuyện khó làm đó, thì còn chuyện khó nữa không? Thành ra trên đời này không còn chuyện khó nữa đâu. Cho nên các ngài hiện thân trên cuộc đời này đó, thì quý vị muốn gặp các ngài đó thì xem coi người nào mà thích làm những chuyện khó làm đó, ta biết đây là nhìn kỹ mặt họ coi có phải là Bồ Tát từ ở trong thế giới tịch quan hiện ra không. Mà ta thấy ta biết rồi đó thì ta theo ta tu, với các ngài đó thì lần lần các ngài mới chỉ mình cái cách để đi vào đó. Đó là trên bước đường tu đó, quan trọng. Cái người ở trong thế giới Phật mà sanh lại thế giới này đó thì họ đã biết đường đi lối về rồi, phải không? Họ từ trong kia ra đây thì ở đây họ biết đường họ về rồi. Cho nên họ giới thiệu với mình ở trong thế giới tịch quan đó là gì, có những ai đây, có những việc gì đây, họ chỉ cho mình. Đây là trên bước đường tu, cái này quan trọng nhất. Thế nên nhìn kỹ vào trong cuộc đời này đó, đầu tiên đó là các vị tìm bạn đó, là phải tìm những người không có tham sân si, cái này trước rồi, phải không? Rồi chúng ta nhìn lên bước nữa đó, ta thấy có những người ở trong xã hội này đó mà thích làm những chuyện khó làm, thích làm cho người khác hưởng chứ không thích hưởng của người khác, không thích hưởng những cái thành quả người khác. Nên đó, thầy quan sát thầy thấy có những người đó không làm nhưng mà thích hưởng cái thành quả của người khác, cho nên nó cứ vỗ ngực xưng danh, phải không? Nhưng có làm đâu. Đây chúng ta quan sát kỹ rồi ta thấy. Thế người nào ưa làm việc khó làm đó thì ta biết người này từ ở trong thế giới tịch quan của chư Phật mà ra. Cho nên bên Nhật đó, nó nói Ngài Nhật Liên Thánh Nhân là thượng hạnh Bồ Tát từ ở trong cái thế giới Phật sanh lại đây. Cho nên trong đời của Ngài là thích làm những gì khó làm. Những chuyện không ai làm được là Ngài làm. Còn chuyện làm được để cho người khác làm, chuyện dễ dễ để cho người ta làm. Thế, làm những chuyện khó, phải không? Đây là trên bước đường tu. Nếu mà chúng ta có cái ý như vậy đó và muốn làm như vậy đó thì ta sẽ gặp các cái bậc mà thượng nhân này dìu dắt chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta làm được những chuyện khó ở trên cuộc đời đó. Là cái thứ nhất là chỗ này. Thành ra trong thế giới tịch quan là các vị Bồ Tát này đông lắm, tới 6 hàng hà sa Bồ Tát cái kiểu này nữa. Thì cái thế giới đó mới là thế giới an lành thực sự chứ. Cái hạng thứ hai nữa đó, trong đó là gì? Gọi là vô biên hạnh. Thành ra đa năng. Các vị Bồ Tát ở trong đó, đó là việc nào làm cũng được hết đó. Cái nào làm cũng tốt hết đó. Còn mình ở đây là gì? Việc nào làm cũng không được hết, phải không? Chỉ có ăn là được thôi, phải không? Phá là được, phải không? Đó. Nếu ở cái thế giới nào đó mà người phá hoại nhiều, cái người ăn hại nhiều đó thì chắc chắn là cái thế giới đó sẽ đau khổ thôi. Đức Phật nói trong thế giới của Ngài đó là không có những người ăn hại và cũng không có những người phá, phải không? Mà người nào cũng làm được hết đó. Việc nào cũng làm được hết. Cho nên cái này đó là gì? Chúng ta sống trên cuộc đời này đó là chúng ta cần phải học. Tới chỗ nào ta cũng để ý ta học được một cái gì đó, phải không? Đấy, trên bước đường tu nhé. Ta nói tới chỗ nào ta cũng đều học được hết. Cái này là cầu pháp như là thiền tài đồng tử là cái này. Mỗi một nơi nó có một cái sinh hoạt khác, cho nên mình tới đó mình học được. Mà học xong rồi tiếp tục đi chỗ khác học nữa. Cho nên tới cuối cùng thành ra vô biên hạnh. Tức là việc nào mình làm cũng được hết. Chứ còn ở trên thế giới này đó mà việc nào mình cũng làm cũng được hết. Cái gì mình rớ vô là hư, phải không? Cái này hỏng rồi. Thế, cho nên cái hạnh vô biên hạnh tức là cái gì mình cũng phải biết và cái gì mình cũng làm được. Trừ có một cái đó, quyền lợi nhường cho người khác. Đây là trên bước đường tu đó. Nếu ai thực hiện được cái này đó thì chắc chắn đó, Đức Phật Thích Ca sẽ mở cánh cửa bí mật rước mình vô. Đây mình vô chứ, vào trong thế giới đó. Còn tất cả những người khác đó, thì tuyệt phần không thấy cái cửa đó để chung vô đâu. Cho nên vô biên hạnh Bồ Tát tức là học và làm được tất cả mọi việc này, thì khi mà mãn duyên thế giới này rồi Đức Phật mở cửa, chúng ta bước qua, phải không? Qua cái thế giới tịch quan của Ngài. Ngài nói tôi ở đây tôi có chết đâu, phải không? Tôi vẫn ở đây, nhưng mà mọi người không thể thấy tôi được thôi. Đó, cho nên bây giờ trên bước đường tu của chúng ta đây, chúng ta cố làm sao tìm mà thấy cho được Đức Phật. Thấy được Đức Phật, thấy được cái chỗ ở của Ngài, rồi bây giờ mình mới đi vô chứ. Cho nên hồi đó là Thiền sư Nhất Hạnh rủ thầy bảo đi tìm Phật đây, mấy ông đi tìm này nữa. Có bây giờ Đức Phật ở đâu đây? Đi vô. Thì thầy mới nói với Thiền sư Nhất Hạnh, thầy nói mỗi người đó là đi một cách. Và Thiền sư hỏi thầy, thầy đi bằng cách nào? Thầy nói là tôi đi bằng cánh cửa Pháp Hoa, phải không? Thành ra tôi đi bằng cánh cửa Pháp Hoa. Nên ở đây đó, trì tụng kinh Pháp Hoa, tu theo cái nhân hạnh của kinh Pháp Hoa, để rồi tới cuối cùng đó là sẽ thấy được cái thế giới mà của kinh Pháp Hoa, sẽ đi vào. Thì cái này nếu mà mình làm được cái việc thứ hai này nữa, cái gì cũng làm được hết, thì cái người này đa năng rồi. Cho nên ở đâu nó cũng mở cửa đón mình hết. Mà ở nơi đó mình tạo được nhiều công đức, mà tạo được nhiều công đức rồi nữa thì mình về Phật. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên, cái đó là hạnh của Bồ Tát. Cho nên cái thứ ba đó là tịnh hạnh Bồ Tát. Cái người ở trong đó là tâm thanh tịnh, trong đó là luôn luôn tâm thanh tịnh. Thành ra thường á, tâm mình không thanh tịnh thì mình làm nhưng mà không biết cho mình, phải không? Không biết cho mình á, mình buồn chứ, phải không? Thành mình làm cực khổ nhưng mà người ta không biết cho mình cũng buồn. Bây giờ tâm mình thanh tịnh rồi, cho nên họ biết cũng được, họ không biết cũng được. Nên lúc đó thầy tu cái hạnh này đó, thầy cứ nói là Phật biết cho thầy được rồi, phải không? Thầy biết, Phật biết thôi, còn tụi nó không biết kệ nó, phải không? Cho nên mình tranh chấp với nó thì mình vẫn ở đây với nó vĩnh viễn. Cho nên Phật biết mình, do đó Phật rước mình đi chứ. Mình biết mình, Phật biết mình là đủ rồi. Cho nên trên bước đường tu, cho nên này tâm thanh tịnh, không cần phải đính chính, không cần phải trái hơn thua cuộc đời này nữa. Không cần cái này, mình cần là được việc thôi. Cho nên mình giúp cho nó nhưng mình không biết thì thôi, chuyện đó của nó, phải không? Cho nên mình làm, thấy cái chuyện này đúng, cái chuyện này cần thì mình làm thôi. Còn biết không biết là chuyện đó của nó, phải không? Chuyện đó chuyện riêng của nó, để cho nó biết. Còn mình làm cái này đó là Phật biết cho mình, Phật ghi nhận cho mình, thì cái này đó, mai mốt Phật rước mình chứ. Mình biết, Phật biết, cái này là trên bước đường tu. Còn nó không biết thôi. Cho nên mình luôn luôn lúc nào mình cũng thản nhiên, tâm mình vẫn thản nhiên, không bị dao động ở cuộc đời này. Mà khi tâm mình bị dao động á, thì trí mình nó không còn sáng nữa, phải không? Còn tâm mình lắng yên trở lại đó thì trí mình sáng lên, Phật sẽ rọi vào. Thế nên Đức Phật nói là ví như một cái hồ nước trong thì ánh trăng sẽ hiện vô được, nhưng mà nước đó nó bị dậy sóng cái đó thì mặt trăng vỡ mất đi, phải không? Không hiện vô trong tâm được. Cho nên mình giữ được cái tâm mình thanh tịnh thì Phật mới hộ niệm tới cho mình được, mới rọi vô trong lòng mình được, và mình mới sáng lên được. Mình nhìn đời mình thấy sáng lên được. Mà khi thấy sáng lên được rồi đó thì mình không còn cái tánh mà ganh tị thù hiềm với tất cả mọi người. Mình thấy rõ tất cả chúng sanh đáng thương hơn là đáng giận, phải không? Ta nên nhìn kỹ rồi đó mình thấy tất cả những người xấu trên cuộc đời này đó, họ chỉ được cái trước mắt, nhưng mà càng về sau mình thấy họ càng hại, càng lụng bại đây. Mình thấy này tội hơn chứ, thương hơn chứ. Cho nên nhờ Đức Phật rọi vào lòng mình, tâm mình yên tĩnh rồi thì lúc bây giờ mình mới thấy, mình mới sáng lên, mới biết cái này. Cho nên cái này là tâm thanh tịnh. Rồi đến cái thứ tư nữa là gì? Ở trong thế giới đó, cái thứ tư nữa, an lập hạnh Bồ Tát. Tức là làm việc gì cũng được. Chúng ta làm mà chúng ta không cần danh, không cần lợi. Nên ở trên bước đường tu đó là thầy nói là không cần chức vụ, phải không, mà cần làm việc thôi, miễn làm được việc thôi. Còn chức danh thì không cần. Không cần tôi phải làm thế này, tôi phải làm thế kia, phải, không cần cái này. Nhưng mà cần gì? Ta cần được việc. Cái việc của chúng ta đây đó là cứu đời giúp người, ta làm được cái chuyện này đi thì Phật sẽ thương ta, sẽ hộ ta. Cái này chính. Cho nên cái địa vị không cần, ở chỗ nào cũng được, nên gọi là an lập hạnh. An lập hạnh tức là đặt vô chỗ nào cũng được hết, chứ không phải là phải được cái chức danh này thì tôi mới làm, còn không được thì tôi không làm, phải không? Mình không cần cái này, mà cần làm việc, cần tạo công đức. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy thường hay nói đó, là cái khi đó, mà mình làm cái việc tốt đó mà người ta biết mình, người ta ân thưởng cho mình, phải không? Thành nên người ta tặng cho mình cái huân chương đi, thì thầy nói là mất hết rồi, phải không? Ta đã thưởng rồi, mình làm mình có công, bây giờ đó nhà nước tặng huân chương mình là ghi công mình rồi, ghi công mình là hết rồi, đâu còn nữa. Nhưng mà những người được ghi công rồi đó thường hay kể công, phải không? Đã mất rồi nhưng mà lại còn tiếp tục kể nữa đó, thì người ta ghét mình chứ sao. Đây là trên bước đường tu của chúng ta đó. Cho nên ta không cần cái này. Cho nên Đức Phật nó mình làm mà họ biết, chúng sanh nó biết, thì cái trường hợp này đó là nó kính trọng mình. Mà nó kính trọng mình coi chừng mất. Cho nên tất cả các vị Bồ Tát họ hiện thân trên cuộc đời này đó, không có ai mà tự xưng nó tôi là Bồ Tát đây, phải không? Mà người nào nó tự xưng mình là Bồ Tát, xưng là La Hán, xưng là Thánh Tăng đó, thì cái này mình biết là giả này. Tại Đức Phật nó các vị Bồ Tát đó là không bao giờ các ngài tự nói ngài là Bồ Tát đâu, ngài giấu hết tông tích ngài này. Nhưng mà trước khi mà họ về Phật đó, thì thường đó họ có một cái triệu chứng nào đó để mình biết đó, họ từ trong thế giới Phật ra. Ta đã trong đời thầy đó có một cái đạo hữu cư sĩ mà thầy rất là quý trọng. Cái đạo hữu này đó, từ hồi thầy còn làm học tăng ở Phật đường Nam Việt đó, đạo hữu này là ở trong ban bảo trợ của Phật đường Nam Việt, làm bảo trợ. Làm bảo trợ tức là ông ta có bao nhiêu tiền thì ông ta lại đem đóng góp vô cúng dường để nuôi tăng. Đó lạ. Nhưng mà ông thì đâu có tiền nhiều, tại ông là nhà báo. Ông là nhà báo cho nên ông không có tiền nhiều. Mà hãy có tiền đó, thì ông là dành dụm để ông đem cúng vô để nuôi tăng. Thầy để ý tới cái ông này, để ý tới ông này nhiều. Rồi á, cái ông này đó, cái đặc biệt nhất đó, là tới cái hồi ông chết đó, thì ông mới lên ông nói với Hòa Thượng Trí Tịnh. Hòa Thượng Tịnh kể lại cho thầy nghe thôi. Hòa Thượng nói là ông lên nói với Hòa Thượng này, ông nói con sẽ về Phật trước Hòa Thượng đó, cho nên con sẽ về Phật trước Hòa Thượng. Thì ông nói như vậy đó, thì Hòa Thượng thấy ông còn khỏe mạnh như bình thường vậy, thì nghĩ ông đâu có chết đâu, phải không? Có bệnh hoạn gì đâu mà chết. Mà ông nói là thôi lần này thăm Hòa Thượng rồi đó, là lần sau là không gặp nữa, mà nếu hay gặp nữa đó, thì con xin gặp Hòa Thượng bên Cực Lạc, phải không? Tại Hòa Thượng Trí Tịnh cũng niệm Phật Di Đà, tu Tịnh Độ, cho nên nếu gặp lại nhau đó thì gặp bên Cực Lạc. Đây là lần cuối mà gặp Hòa Thượng ở đây này. Thì ông đi về nhà ông á, ông về nhà ông xong rồi đó là ông mới tắm rửa sạch sẽ, mặc áo tràng lên giống như Phật tử, tại vì ông là cư sĩ mà. Thành ra ông ngồi trước bàn Phật đó, ông niệm Phật. Niệm Phật rồi đó, ông chết luôn, phải không? Đây là trên bước đường tu. Thầy nói đó là cái ông này đó, cái ông này là ông Bồ Tát thiệt đó. Nhưng mà suốt một cuộc đời ông đó là cứ thấy ông chạy những chuyện vặt thôi. Các hòa thượng sai ông làm chuyện này, sai ông làm chuyện kia, sai ông làm chuyện nọ. Chuyện nào ông cũng dạ, cũng vâng, mà chuyện nào ông làm cũng được hết, phải không? Đó, rồi tới cuối cùng nó hết duyên rồi, bây giờ hết duyên rồi, xong rồi. Cho nên từ giả mọi người rồi tự nhiên không bệnh đau gì hết mà chết về Phật. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta đây trên bước đường tu nữa là chúng ta giải hết tất cả cái nghiệp chướng trần lao của chúng ta rồi, giải hết rồi. Cho nên khi chúng ta chết thì đi nhẹ nhàng, phải không? Tức là thứ nhất là không ốm đau bệnh hoạn, thứ hai là biết trước cái giờ chết của mình thì người này chắc chắn được về Phật. Không về Phật nào không biết, nhưng mà chắc chắn họ sẽ về Phật. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên ở trên cuộc đời này đó, chúng ta cần làm được việc chứ không cần người biết tới ta, phải không? Cái này đó gọi là an lập hạnh Bồ Tát. Cho nên ở trong thế giới tịnh độ của Đức Phật Thích Ca đó, là tất cả những người đệ tử ở trên trần gian này đó, mà ai nằm ở trong bốn cái dạng này đó, thì khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi tất cả những người này đều đi theo vào hết. Nên đó là tu Pháp Hoa là thầy trò sanh chung một chỗ này. Thế nên Đức Phật về Niết Bàn rồi thì tất cả các hàng đại đệ tử của Đức Phật đây nằm ở trong bốn cái dạng này đó thì đều theo Đức Phật về trong đó hết, không chết hết đó. Cho nên Ngài Sa Lợi Phất, quý vị biết là trước khi Đức Phật vào Niết Bàn đó thì Ngài Sa Lợi Phất nói là Ngài xin là về Niết Bàn trước Đức Phật Thích Ca. Tức là xin về trước Đức Phật Thích Ca, phải không? Ngài nói với Đức Phật vậy đó, xin về trước đi. Thành ra xin về trước. Tại vì Ngài Xá Lợi Phất thì thường thường ở trên cuộc đời này chúng ta biết là gì? Tức là thường đó, Ngài hay tới đâu đó thì Ngài cũng hay đi trước để mà sắp xếp công việc, phải không? Thành ra Đức Phật trước khi vào Niết Bàn đó, thì Ngài cũng về trước ở trong đó để sắp xếp. Đấy. Cho nên Ngài nói như vậy rồi xong với Đức Phật rồi đó, thì Ngài cũng ngồi yên như vậy. Cũng ngồi yên như vậy đó, Ngài nhậm Niết Bàn, tức là chết đi, phải không? Tại nên Đức Phật Thích Ca nói là Ngài Xá Lợi Phất nhập Niết Bàn trước Đức Phật. Nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất đó là vị Bồ Tát hiện thân trở lại đây này, để trợ hóa cho Đức Phật đó. Tại ta biết được Ngài Xá Lợi Phất là một con người rất giỏi, rất thông minh, phải không? Và làm được rất nhiều việc. Cho nên Đức Phật nếu không có Ngài Xá Lợi Phất trợ thủ thì Ngài cũng làm được việc nhiều như vậy đâu. Cho nên một Đức Phật ra đời thì có nhiều vị Bồ Tát, nhưng mà không ai tự vỗ ngực xưng danh là Bồ Tát hết. Thì tới cuối cùng nữa, họ vào Niết Bàn rồi Đức Phật mới nói ông này là Bồ Tát, ông kia là Bồ Tát. Cho nên khi mà vào Niết Bàn rồi mấy ông này chết hết rồi đó, Đức Phật nói là ông Tần Bà Sa La này là Bồ Tát đây, ông Cấp Cô Độc này là Bồ Tát đây, phải không? Tất cả những cái người ông Xá Lợi Phất này, ông Mục Kiền Liên này là Bồ Tát hết ấy. Nhưng mà hiện thân trở lại làm người để trợ hóa cho Đức Phật Thích Ca ở đây. Để Đức Phật nói cái đó xong rồi đó, Đức Phật mới vào Niết Bàn. Tức là đệ tử chết trước mà thầy chết sau, phải không? Những người này xong việc họ về trước chứ. Rồi Đức Phật mới nhập Niết Bàn cuối cùng đó. Cho nên khi mà ta quy y lần thứ hai đó thì chúng ta quy y vào trong cái thế giới kia. Tức là quy y bằng cái tâm của chúng ta và vào ở trong cái thế giới Phật thực sự. Cho nên ta cũng đọc là thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật, thập phương tận hư không giới nhất thiết tôn Pháp, và thập phương tận hư không giới nhất thiết hiền thánh tăng. Ở trong thế giới này đó là chúng ta chỉ gặp các bậc hiền thánh tăng thôi, chứ chúng ta không gặp tăng phàm. Ở đây thì những cái chỗ nào tốt thì Như Lai Bồ Tát nhiều hơn tăng phàm thì cũng được rồi. Còn trong kia đó là toàn là Như Lai với Bồ Tát không, phải không? Chứ không có tăng phàm. Cho nên ta vào trong cái thế giới đó ta gọi là thế giới của Phật. Thì đây là cái ý nghĩa quy y thứ hai, phải không? Rồi lần sau thầy sẽ giảng tiếp cái ý này nữa. Thầy xin quý vị đứng dậy để hồi hướng.